Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dâng hương tưởng niệm 232 năm ngày mất của đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Rằm tháng Giêng trong văn hóa người Việt. Trên 80.000 lượt du khách đến Hưng Yên tham quan du xuân. Hưng Yên đã sẵn sàng cho ngày hội giao quân. Tăng cường xử phạt vi phạm pháp luật về môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại khu di tích Hải tượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ đã diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm 232 năm ngày mất đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Dự lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Với lòng thành kính, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, tấm gương tiêu biểu của người thầy thuốc hết lòng vì người bệnh, đồng thời cùng ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của đại danh y. Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh năm 1724 tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, là một đại danh y, nhà văn lớn, nhà văn hóa xuất sắc của dân tộc ta. Với kiến thức uyên thâm, say mê nghiên cứu y thuật, đề cao y đức, Hải thượng Lãn Ông đã để lại cho thế hệ sau kho di sản đồ sộ và quý giá về y học, văn học, lịch sử, triết học như bộ Hải thượng Y tông Tâm lĩnh, bộ Thượng kinh Ký sự. Đã thành thông lệ, rằm tháng Giêng hàng năm, ngày mất của Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nhân dân cùng những người công tác trong ngành y tế lại tề tựu về dự lễ hội truyền thống để tưởng nhớ đến công lao to lớn của vị đại danh y, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của nhân dân ta. Đây cũng là nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Với một người làm công tác y học cổ truyền, vinh dự được về đây dâng hương bái lễ cụ tổ Hải thượng Lãn Ông, chúng tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi học được cái tấm lòng giản dị, bình dị mà tất cả vì dân. Luôn luôn học tập y huấn cách ngôn và những tội cần tránh của đại danh y Hải thượng Lãn Ông dạy dỗ nâng cao được y đức và y thuật đối với người làm nghề đông y để khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được tốt hơn. Lần đầu tiên em đến đây thì em cũng mong muốn là mai sau mình sẽ ra hành nghề được tốt hơn và học được các đức tính tốt của cụ. Lễ hội năm nay thu hút hàng nghìn lượt khách thập phương tham dự. Ngoài lễ dâng hương tưởng niệm, du khách có thể trải nghiệm các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát quan họ, đặn tò he, tham quan các gian trưng bày thuốc đông y. Thời gian tới thì cũng trùng tu toàn bộ cái khu di tích của khu vực Hải thượng Lãn Ông, thành lập ban quản lý di tích trông nom, quét dọn vệ sinh môi trường, hướng dẫn các cái đoàn du khách thập phương. Thưa quý vị và các bạn, với những di sản đồ sộ và quý giá để lại cho hậu thế, Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được nhân dân và giới y học cả nước tôn vinh là bậc y thánh của Việt Nam. Ngày mất của ông 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm cũng được lấy là ngày truyền thống của những người hoạt động trong lĩnh vực y học cổ truyền Việt Nam. Hiện nay, Bộ Y tế cũng đã hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là danh nhân văn hóa thế giới. Hôm nay ngày 15 tháng Giêng âm lịch, người dân lại hoan hỉ vui mừng đến chùa dâng hương, cúng Phật, sắp lễ lại bàn thờ gia tiên để cầu cho gia đạo bình an và may mắn. Không khí của ngày rằm tháng Giêng thật không khác gì những ngày còn trong Tết, là một điểm nhấn quan trọng trong dòng chảy văn hóa cổ truyền của dân tộc. Ngày rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, một trong những ngày rất quan trọng theo lịch âm của người Việt, cũng được coi là lễ chính thức khép lại những ngày Tết Nguyên Đán. Vào ngày này, người dân thường đi lễ chùa đồng thời làm lễ cúng Phật và gia tiên để cầu mong những điều tốt lành cho bản thân và gia đình. Và năm nào cũng vậy, dù khó khăn đến đâu, bận rộn đến thế nào, gia đình bà Nguyễn Thị Thảo ở xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động cũng cố gắng có được mâm lễ cùng con cháu đến để cầu nguyện gia đạo bình an, yên vui, may mắn. Tôi cũng dậy từ 4 giờ sáng là sửa soạn mâm cơm chay, là trước tiên là dâng lên cúng Phật, sau có mâm lại cúng gia tiên, dâng cúng xong rồi là hạ lộc thì là để con cháu quây quần để mong đầu năm là có những sự bình an đến cho gia đình. Mỗi khi mà có dịp như thế này thì chúng tôi thường là cố gắng sắp xếp công việc để đưa các con về với ông bà
để dạy các con biết đến những ngày lễ Tết cũng như là những cái đạo hiếu cần thiết. Cứ đến ngày rằm tháng Giêng, chị Hoàng Thị Thu Mười ở thành phố Hà Nội lại cùng bạn bè và người thân trong gia đình đi lễ tại các chùa ở Hưng Yên như chùa Tiên Tường, chùa Tiên Quán, huyện Kim Động, chùa Nôm, huyện Văn Lâm để gửi lời cầu nguyện của mình và làn khói hương trầm cầu mong một năm mới bình an. Tết cả năm không bằng rằm tháng Giêng nên mình cùng với cả anh em bạn bè đã về quê hương để dâng hương lễ Phật và cũng cầu mong cho gia đình, bạn bè, anh chị em một năm mới gặp nhiều may mắn, mạnh khỏe, hạnh phúc. Rằm tháng Giêng là một ngày lễ quan trọng của người Việt, đặc biệt là người theo Phật giáo. Cứ vào ngày này, mọi người lại sắp lễ đến chùa để cúng dường, cầu mong sự may mắn, bình an. Rằm tháng Giêng có thể được xem như sự giao thoa giữa văn hóa Phật giáo và văn hóa bản địa của người Việt, tạo nên một nét văn hóa độc đáo. Hôm nay thì đúng vào ngày rằm tháng Giêng thì mình cũng hữu duyên được về thăm chùa. Mong muốn đầu xuân năm mới thì được sức khỏe bình an, cầu chúc mọi người một năm an khang thịnh vượng. Ngày Tết Nguyên Tiêu, ngoài cái việc người dân ở trong gia đình thì thờ phụng tổ tiên, hiến cúng thần linh để cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, gia đình được hưng long, thì đến chùa ngày rằm tháng Giêng, người Phật tử nói riêng và người dân nói chung còn lễ Phật cầu cho quốc thái dân an, cho đạo pháp được trường tồn. Rằm tháng Giêng đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc. Những giá trị tâm linh, giá trị nhân văn mà ngày rằm tháng Giêng đem lại sẽ trở thành hành trang để con người vững tin bước vào một năm mới với những điều tốt đẹp. Là tỉnh có tiềm năng lớn về du lịch văn hóa tâm linh thời gian qua, bên cạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch của tỉnh, các di tích và khu di tích trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Hưng Yên khi du khách đến tham quan, nhất là dịp lễ hội đầu năm. Trong tháng 1 năm 2023, các khu di tích, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đón hơn 80.000 lượt du khách đến tham quan chiêm bái. Đây cũng là khoảng thời gian Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến và Ban Quản lý các di tích trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai các hoạt động quảng bá giới thiệu về hình ảnh du lịch của tỉnh, đặc biệt đã tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch Hưng Yên tại một số di tích lễ hội. Hầu hết du khách đến với Hưng Yên đều hài lòng khi được hòa mình vào không gian và kiến trúc của các di tích. Năm 2023, ngành du lịch tỉnh phấn đấu thu hút khoảng 800.000 lượt khách du lịch. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Quang Hưng, huyện Phù Cử tổ chức lễ tiếp nhận thần tích, thần sắc di tích cấp tỉnh Đình Quang Xá. Làng Quang Xá trước kia thuộc tổng Viên Quang, huyện Phù Cử, làng có ngôi đình thờ hai vị thiên thần, một vị là Hiệu Chí Tôn Kim, Khuyết Ngọc Hoàng Thượng Đế và bản cảnh Thành Hoàng Linh Khê, Hiền Ứng Đại Vương. Trong các bản thần tích hiện hữu, trữ tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, trong quá trình giữ nước, Đức Ngọc Hoàng đã âm phù giúp vua Lê Đại Hành phá Tống Bình Chiêm. Còn Đức Thành Hoàng đã ba lần âm phù giúp vua Lý Thái Tổ phá giặc Cửu Long, tướng Trần Quang Khải phá quân Nguyên, vua Lê Lợi phá quân Minh. Nhớ ơn các vị thần và thành hoàng làng Quang Xá, các đề vua ban đạo sắc phong, tiền bạc để sửa sang đền miếu phụng thờ. Trải qua hai cuộc kháng chiến và thời gian, đình Quang Xá đã bị thất lạc các đạo sắc phong, đình làng chỉ còn giữ được tấm bia đá được khắc vào năm Nhâm Tý 1912, niên hiệu Duy Tân thứ 6. Viện Nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam đã khôi phục và bàn giao năm đạo sắc phong và bản thần tích của đình làng cho cán bộ ban quản lý di tích và nhân dân thôn Quang Xá, xã Quang Hưng. Rất phấn khởi, rất tự hào cho xã Quang Hưng và rất tự hào cho thôn Quang Xá. Và chúng tôi hứa là khi mà nhận được các thần tích thần sắc thì chúng tôi cam kết là thường xuyên có cái việc quản lý thật chặt chẽ, rồi quan tâm đến cái việc trùng tu tôn tạo và bảo quản các thần tích thần sắc đúng quy định và tạo được cái nền văn hóa, đặc biệt là cái nơi cái thờ cúng linh thiêng để các con em con dân cháu làng hàng năm trở về đình sum họp. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai mùng 6 tháng 2, hơn 2.000 thanh niên ưu tú của tỉnh Hưng Yên sẽ chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ công an nhân dân. Để ngày giao nhận quân diễn ra trang trọng, an toàn cùng với việc hoàn thiện các điều kiện thủ tục cần thiết, đến chiều nay,
các địa phương đã hoàn thành mọi công tác sẵn sàng cho ngày hội tổng quân. Trên khắp các tuyến đường dẫn đến nhà văn hóa trung tâm huyện Yên Mỹ đều đã được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn biểu ngữ, tạo khí thế cho ngày hội tổng quân năm 2023. Bên trong nhà văn hóa, nơi tổ chức giao nhận quân, cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện đang tập trung hoàn thiện nốt những phần việc trang trí khánh tiết, tổng duyệt nội dung nghi thức, công tác tổ chức chuẩn bị cho buổi lễ giao nhận quân. Mọi phần việc đều được kiểm tra kỹ lưỡng từng khâu, từng khu vực. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị để sẵn sàng tổ chức lễ giao nhận quân. Ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an huyện và công an các xã thị trấn tổ chức bảo vệ khu vực làm lễ giao nhận quân và tổ chức phân luồng trên các trục đường để các xe của đơn vị chở lực lượng tân binh đi qua. Tương tự như vậy, công tác trang trí khánh tiết phục vụ cho buổi giao nhận quân cũng đang được Ban Chỉ huy quân sự các địa phương hoàn tất. Cùng với đó, có kế hoạch bảo vệ an ninh an toàn, chú đáo cho tân binh cũng như người đến đưa tiễn, cũng như công tác tổ chức ngắn gọn, an toàn, đầy đủ nghi thức, đúng quy định để động viên các tân binh lên được nhập ngũ. Phương án mà không mưa thì sẽ tổ chức giao quân tại sân vận động, còn mưa sẽ tổ chức tại hội trường. Tư tưởng anh em là sẵn sàng lên đường. Năm nay so với mọi năm này, cái tỷ lệ xung phong rất lớn, rất nhiều. Chúng tôi 45 thanh niên xung phong. Thì ban huyện xây dựng kế hoạch để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khu vực tổ chức lễ giao nhận quân. Các tân binh trên địa bàn về tư tưởng là cơ bản ổn định, hăng hái lên đường. Phân công các thành viên tại thôn, mỗi một đồng chí là sẽ phụ trách một tân binh. Đúng 7 giờ ngày mai là có mặt tại Ủy ban dân xã. Hội đồng nghĩa vụ sự xã sẽ tổ chức thuê ô tô đón các cháu tại Ủy ban xã và đưa về huyện giao quân theo đúng kế hoạch. Năm 2023, Hưng Yên được giao chỉ tiêu 2.075 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 275 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân. Giao cho 6 đầu mối là Bộ Tư lệnh Lăng, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đoàn 2, Quân khu 3, Tổng cục 2 và Bộ Công an. Đến thời điểm này, các tân binh trong diện nhập ngũ đợt này đều đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Công tác chuẩn bị cho công tác giao nhận quân, hiệp đồng giao nhận tân binh cũng đã được các đầu mối hoàn tất. Chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo đúng nghi lễ trong về công tác giao nhận quân, phải nhanh gọn và đúng đủ các thủ tục nguyên tắc để bảo đảm là đưa các thanh niên về các đơn vị đúng thời gian quy định và đảm cái không khí là vui tươi phấn khởi và tuyệt đối an toàn. Năm nay đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát, công tác trang trí khánh tiết được lộng lẫy hơn. Với đầy đủ các thủ tục nghi thức của ngày hội tổng quân, đến nay công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đều đã được các địa phương hoàn tất, sẵn sàng cho buổi lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, đảm bảo đúng nghi lễ, an toàn đúng quy định với khí thế của ngày hội tổng quân. Ngay sau khi xả nước đợt 2, các trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tập trung lấy nước để phục vụ sản xuất vụ xuân 2023. Toàn tỉnh đã có trên 200 trạm bơm hoạt động, đã lấy nước đổ ải được gần 20.000 ha. Huyện Phù Cử đã cơ bản đổ ải xong, huyện Kim Động đạt 90% diện tích. Theo kế hoạch xả nước đợt 2 của các hồ thủy điện sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 2. Vì vậy, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi vận hành tối đa các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch lấy nước trong đợt 2, đồng thời tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng, ao hồ, bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra các bờ vùng, bờ thửa để quản lý chặt chẽ nguồn nước, không để rò rỉ gây lãng phí nước, điều hành lấy nước hợp lý, khoa học và hiệu quả phù hợp với từng địa phương, tranh thủ chiều cường, mực nước sông Luộc cho phép, vận hành cống Võng Phan, cống Triều Dương để lấy nước vào hệ thống phục vụ sản xuất cho huyện Phù Cử, Tiên Lữ và các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, các địa phương chuẩn bị các điều kiện để đẩy nhanh gieo cấy lúa xuân, phấn đấu cơ bản gieo cấy trong tháng 2, chậm nhất vào ngày 5 tháng 3 năm 2023. Để sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra, có phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, ngay sau Tết Nguyên đán, thành phố Hưng Yên đã đôn đốc các đơn vị tập trung nhân lực máy móc thi công các công trình. Từ mùng 6 Tết Nguyên đán đến nay, trên tuyến đường liên xã Hồng Nam, Liên Phương, Phương Triệu luôn tấp nập máy móc, nhân lực. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống thoát nước hai bên và các hạng mục khác được hoàn thiện. Để dự án dài gần 2,5 km, rộng 10,5 m, vỉa hè 10 m, kết cấu mặt đường nhựa hoàn thành vào cuối năm 2024, đơn vị thi công đang tích cực triển khai các biện pháp thi công. Chúng tôi là triển khai đồng bộ và liên tục
không nghỉ. Dự kiến là khoảng một tuần nữa là chúng tôi là nạp xong phần cát lớp K98 và tiến hành. Nhân dân xã Quảng Châu thêm phấn khởi khi dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông dài 1,7 km, rộng 7 m được trải nhựa và hoàn thiện ngay sau Tết Nguyên đán. Tuyến đường sẽ là tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng bãi, thuận lợi cho giao thương, nâng cao thu nhập của bà con địa phương. Nhân dân ở đây rất là phấn khởi, mọi người rất là đồng tình ủng hộ. Đội thi công làm rất là tốt, đủ đi đủ lại nhiều lần. Cái tuyến đường được mở rộng, bà con sẽ được phát triển. Với quyết tâm ngay từ những ngày đầu năm, các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Hưng Yên phấn đấu sớm về đích theo kế hoạch. Đây là tiền đề để địa phương đẩy nhanh tiến độ 15 dự án mới và hoàn thành giải ngân gần 350 tỷ đồng vốn đầu tư công từ những tháng đầu năm 2023. Mỗi tấc đất được ví như tấc vàng bởi giá trị kinh tế của đất đai ngày càng tăng cao, nhất là ở những địa phương phát triển nhanh và mạnh mẽ về thương mại, dịch vụ như ở xã Toàn Thắng, huyện Kim Động. Thế nhưng, tại đây đã có không ít hộ gia đình hiến hàng chục, thậm chí hàng trăm mét vuông đất thổ cư để mở rộng đường giao thông nông thôn. Căn nhà của đảng viên Phạm Văn Kỳ nằm trên trục đường chính của thôn Trương Xá, hai năm qua đã trải qua hai lần phá dỡ, sửa sang để dành một phần đất mở rộng đường giao thông và công trình cầu đang thi công với diện tích trên 30 mét vuông. Nằm ở vị trí trung tâm xã, thuận lợi kinh doanh buôn bán và giá trị đất cao, trong khi kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhưng gia đình vẫn tự nguyện hiến vì mục tiêu chung. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là xã hội đẹp, gia đình mình cũng đẹp. Nói coi mình là trách nhiệm chung của người dân và xã hội. Tuyến đường trục thôn An Xá trước đây đã được xây dựng từ lâu với hàng trăm hộ dân dọc tuyến sinh sống. Khi bắt tay thực hiện chủ trương mở rộng, nâng cấp tuyến đường, cấp ủy thôn cũng đã có nhiều băn khoăn bởi diện tích đất dành cho mở rộng đường lớn liên quan đến nhiều tài sản có giá trị cao của nhân dân. Song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, kết quả đã có trên 80 hộ dân đã tự nguyện hiến gần 500 mét vuông đất. Tuyến đường được hoàn thiện và đưa vào sử dụng ngay trước Tết Nguyên đán trong niềm vui mừng, phấn khởi của người dân. Qua các cái cuộc họp, rồi các hội nghị mời nhân dân đến họp bàn thấu đáo và phân tích để cho nhân dân hiểu được cái việc lợi ích của cái việc mở đường, mà mở đường được rộng thì là chính người dân là người được thụ hưởng. Gia đình rất phấn khởi lắm, phấn khởi. Thế còn cái giá cả mà nó do cái tình hình chung ấy, thì phải nếu mà như cái quán này của tôi đấy thì cũng phải mấy trăm triệu. Đấy. Thế cơ mà nghĩ rằng đây nó là cái việc chung. Thì coi là không hiến cho đảng và nhân dân thì không đi đâu mà thiệt. Vì cả con cháu mình tức là đời đời mãi mãi thì được hưởng. Thế dân làng tức là cũng đi lại cũng thoải mái, không có vấn đề gì băn khoăn cả. Từ năm 2021 đến nay, xã Toàn Thắng là mới 6 tuyến đường giao thông nông thôn. Toàn xã đã có gần 300 hộ dân tự nguyện hiến đất phá dỡ công trình kiên cố mở rộng đường với tổng diện tích trên 3.000 m2, ước tính giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Với sự vào cuộc tích cực của cả một hệ thống chính trị và của các ban ngành đoàn thể, thì Mặt trận Tổ quốc xã cùng với các lãnh đạo tổ chức thành viên cũng đã kiên quyết để làm thực hiện cái công tác tuyên truyền để vận động nhân dân. Qua đó thì người dân cũng đã hiểu được ra rất nhiều vấn đề về cái mục đích và ý nghĩa của cái việc xây dựng nông thôn mới trong cái giai đoạn 2021-2025. Nhiều công trình hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, cho thấy sự nỗ lực của hệ thống chính trị cơ sở, sự đồng lòng của nhân dân đã làm thay đổi diện mạo địa phương, góp phần để xã Toàn Thắng sớm về đích xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Trong tháng 1, các cơ quan chức năng của tỉnh Hưng Yên đã phát hiện 52 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. So với tháng trước, tăng 39 vụ và tăng 40 vụ so với cùng kỳ năm trước. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 46 vụ, tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách nhà nước 300 triệu đồng. Các lỗi vi phạm phát hiện và xử phạt chủ yếu là vi phạm quản lý chất thải nguy hại, xả thải vượt quá tiêu chuẩn, quy chuẩn ra môi trường, tiếp nhận chất thải rắn không đúng quy định, khai thác đất trái phép. Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong tháng 1, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra và xử lý 3 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh an toàn thực phẩm. Tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước gần 20 triệu đồng.
Các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm chủ yếu là sản xuất kinh doanh, vận chuyển tiêu thụ gia súc gia cầm và các sản phẩm từ gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua kiểm dịch. Điển hình, ngày 3 tháng 1 năm 2023, đoàn kiểm tra liên ngành gồm đoàn quản lý thị trường số 4 và đội 3, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường, công an tỉnh Hưng Yên, trạm thú y huyện Văn Lâm đã tiến hành khám phương tiện ô tô biển kiểm soát 89C03577. Hiện trên xe ô tô có vận chuyển sản phẩm động vật lòng lợn có dấu hiệu ôi thiêu, bốc mùi hôi thối, tổng trọng lượng 1.050 kg. Chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên xe. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.